Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là hai cái mẫu bánh có cùng thông số vành, là hai cái mẫu bánh này cùng thông số là 22 nhân với 22 nhân với 10 trừ 10, cùng có đường kính là 48 cm, có bản rộng ngang lốp như này là 23 cm. Mẫu vành này là vành 10 các bạn nhé. Vành 10 nó rất là to, không như vành 8. Với cái vành 10 này thì các bạn có cái mẫu vành này là lỗ ốc chéo 7 này, chéo 10 này và vuông 7. Tim của cái vành này là 70, thì nó sẽ phù hợp với những cái cầu các đăng mà tambua 180. Ví dụ như cái cầu các đăng, đây là cái tambua của cái cầu 180 này. Đấy. Thì phía bên ngoài là rất là to, thì những cái vành 8 là không thể sử dụng được. Đấy, nó có cái hạn chế của vành 8. Cái vành 8 inch ấy, thì những cái tambua như cầu các đăng như này là không thể lắp vừa. Vì vậy là các bạn xin lưu ý khi mua hàng. Đây, mình sẽ đặt vừa cho các bạn coi nhé. Đấy, là vừa luôn. Đối với những cái tambua là 180 cũng có thể lắp vừa vào cái vành 10. Và cái chiều sâu của cái vành này, khi lắp tambua, chiều sâu của nó là 13 cm các bạn nhé. Đấy, chiều sâu 13 cm, rất là đẹp luôn. Với cái chiều sâu 13 cm thì các bạn hoàn toàn có thể lắp những cái cầu phanh cơ vào những cái vành như này. Phanh đĩa các bạn cũng có thể lắp vừa bình thường, không có vấn đề gì hết. Với những cái vành 10 như này, cầu phanh cơ và cầu phanh đĩa các bạn đều có thể lắp vừa. Đây, hai loại vân và hai loại gai lốp này. Đây là mẫu gai chữ A này. Còn đây là và gai chữ xì này. Đây là gai chữ A này. Hai thằng này thì đều có cái thông số tải trọng là tương đương nhau thôi. Cái thằng gai chữ A này thì tải trọng cao hơn. Tải trọng của gai chữ A này là mắc loát là 374 bao, tương đương với lại 170 kg một bánh. Còn cái mẫu bánh gai chữ X này thì tải trọng của nó là 136 kg trên một bánh. Thì các bạn làm xe 4 bánh các bạn có thể lựa chọn hai cái mẫu này. Thì cái mẫu chữ A này tải trọng là cao hơn, 170 cân một bánh. Còn mẫu gai chữ X này là tải trọng là 136 kg một bánh. Những cái dòng bánh béo như thế này thì nó rất là thích hợp để các bạn làm những xe địa hình hoặc là xe đi bản phố cũng được. Nó đều gai nó cũng bình thường, gai không cao. Đấy là những cái thông số chi tiết của hai cái bộ bánh này. Thì các bạn xem để lựa chọn cho phù hợp với những cái video của em đăng trên kênh. Các bạn cứ vào những cái combo đấy các bạn theo dõi. Và các bạn có thể đổi bánh này qua bộ này hoặc đổi bánh kia qua bộ kia đều phù hợp. Với cái cặp bánh này thì có thể thay thế cho tất cả những cái combo 4 bánh của mình đã đăng ở trên kênh hiện nay. Kể cả cầu trước thẳng, cầu trước có phanh đều thay thế được. Đấy, để cho các bạn lựa chọn những cái combo và sau đó các bạn có thể đổi qua đôi bánh này. Video của em thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh. Các bạn nhớ bật thêm chuông thông báo nữa. Thì khi em đăng video mới lên thì sẽ có những nhận được thông báo mới nhất về các cái video, về các cái sản phẩm mới đăng lên.